cho các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh bộ đôi Honda Quay Alpha và Vision 2024 mang cho mình cái hơi thở thời đại, chính thức ra mắt tại Việt Nam. Retro, phong cách nổi tiếng từng gây sốc ở châu Âu những năm 80 với thiết kế cổ điển đen xen với phần tối giản, nay đã nóng trở lại, tạo nên một cái cơn sóng mạnh mẽ trong giới trẻ Việt Nam. Nắm bắt được cái tâm lý và nhu cầu đến từ khách hàng, Honda Việt Nam lần đầu tiên mang cái hơi thở retro đầy cái sự sáng tạo lên các dòng sản phẩm mới, cho khách hàng những cái trải nghiệm ngược dòng thời gian đầy độc đáo chưa từng có trước đây, bắt đầu với cái mẫu xe số huyền thoại là Quay Alpha 2024. Tại Việt Nam, cái dòng xe số vẫn luôn là một trong những cái lựa chọn hàng đầu của đại đa số người dân, trong đó có những khách hàng trẻ tuổi, và cái chiếc Quay Alpha từ lâu đã giữ được cái vị thế chặt chân trong cái phân khúc này, chiếm chọn được cái sự yêu mến gắn bó của người dân Việt Nam trong những cái cuộc hành trình và cái sự phát triển hàng chục năm trời. Với khả năng tiết kiệm liệu vượt trội và vận hành bền bỉ, thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung cùng với mức giá hợp lý, Quay Alpha tự đồng hành cùng với hàng triệu khách hàng trên mọi đường. Trong cái lần trở lại đường này, với một cái phiên bản lần cổ điển mang cái màu sắc retro, cái chiếc xe số, cái biểu tượng đã được thổi một cái làn gió mới hơi thở thời đại đầy cái tính nghệ thuật, gợi nhớ đến hình ảnh của những cái chiếc xe số truyền thống vốn đã in sâu trong tâm trí khách hàng Việt Nam. Cùng với đó, Honda Việt Nam cũng đã giới thiệu cái chiếc Vision 2024 phiên bản cổ điển không kém phần độc đáo. Hai cái mẫu xe này sẽ được giới thiệu đến khách hàng Việt Nam với cái số lượng sản xuất giới hạn, cho chủ sở hữu cái sự nổi bật giữa đám đông, thúc được một ánh nhìn. Quay Alpha 2024 phiên bản cổ điển. Quay Alpha được mệnh danh là ông hoàng xe số ở Việt Nam với thiết kế nhỏ gọn, vận hành bền bỉ, đi cùng hiệu suất vượt trội và khả năng tiết kiệm liệu hàng đầu cùng với mức giá hợp lý. Cái chiếc Quay Alpha 2024 phiên bản cổ điển đang gây ấn tượng với hai cái màu sắc mới đầy cá tính và cái sự sáng tạo là cam màu vàng trắng và xám trắng. Phiên bản màu vàng trắng chính là cái sự lựa chọn hoàn hảo cho những cái bạn trẻ thay đổi phong cách cổ điển thanh lịch nhưng vẫn là trẻ trung và cuốn hút. Trong khi đó, một cái chiếc Quay Alpha 2024 phiên bản màu là xám trắng chính là hình ảnh đại diện cho những cái chàng trai cô gái mạnh mẽ, tự tin tỏa sáng phong cách là nổi trội. Bộ tem mới đã được phối màu theo cái xu hướng tối giản và tinh tế, đi cùng với những cái đường cong mềm mại kết hợp hài hòa cùng với logo cách điệu Quay Alpha, càng làm cho chiếc xe thêm chút hoài cổ nhưng vẫn mang một cái nét đẹp hiện đại. Cái chiếc Quay Alpha 2024 phiên bản cổ điển chính là người bạn đồng hành cho cái thế hệ trẻ tự tin thì được phong cách và cái sự năng động của riêng mình. Bên cạnh cái cam màu retro đầy cá tính thì cái chiếc Quay Alpha 2024 phiên bản cổ điển kia chỉ thiết kế nhỏ gọn đặc trưng, cân đối với cái bóc dáng của người Việt Nam, từ đó đem tính cái sự thuận tiện, linh hoạt cho người tiêu dùng, phục vụ đa dạng mục đích trong cái cuộc sống hàng ngày. Tiếp tục, sẽ được trang bị cho mình động cơ 110cc bền bỉ. Phiên bản mới lần này sẽ cho mình khả năng vận hành vượt trội, cái công suất tối đa là 6,12kW, tại ngưỡng tua máy là 7.500 phút, trong khi moment xoắn cực đại là 8,44Nm, tại ngưỡng tua máy là 5.500 phút, mà vẫn đảm bảo được khả năng tiết kiệm được tối đa hơn. Bên cạnh đó, những tiện ích hàng đầu giúp tăng cái sự thuận tiện và ứng dụng an toàn cho người dùng vẫn được duy trì, như bao gồm hệ thống cái đèn hiển thị trên cái mặt đồng hồ nó bật, đi cùng những cái thông số trên cái mặt đồng hồ được bố trí hợp lý. Hệ thống cái phần đèn chiếu sáng phía trước luôn bật sáng khi xe vận hành, đảm bảo một cái tầm nhìn tốt hơn cho người lái. Ổ khóa đa năng 3-in-1 gồm có khóa điện, khóa cổ và khóa từ, với cái nắp đầy có khả năng chống đĩa sét tốt, dễ dàng sử dụng. Honda Vision 2024 phiên bản cổ điển. Cái chiếc Vision là một trong những cái mẫu tay ga thế hệ mới vẫn đứng hàng đầu cái phân khúc về doanh số, được yêu mến và tin dùng nhờ bộ thiết kế gọn nhẹ, khả năng tiết kiệm liệu tối ưu cùng với những cái tông màu thời trang đầy cá tính. Tiếp nối với cái dòng xe số thì Honda Nam cũng đã mang một cái làn gió retro lên cái chiếc xe quốc dân là Vision 2024 với hai phiên bản màu độc đáo. Phiên bản cổ điển cái gam màu là vàng đen bạc với cái cách phối màu là hoàn hảo giữa phần thân xe. Cái tông màu vàng be nhã nhặn, phần yên xe là cái màu nâu cà phê. Cái chiếc xe đem đến một cái cảm giác hoài cổ sang trọng, đưa người tiêu dùng quay lại những cái con phố xưa cùng với những cái cách quý cô thanh lịch và duyên dáng. Trong khi đó, cái chiếc Vision 2024 phiên bản cổ điển cái gam mặt xanh đen bạc vừa mang hơi thở cái sự hiện đại mà vẫn rất là động, mạnh mẽ như hình ảnh những cái cô gái trẻ thế hệ mới,
logo 3D và bộ tem mới, cái cách phối màu với những đường nét đơn giản mà tinh tế. Nó bật trên cái phần thân xe, tạo nên cái tổng thể trẻ trung thời thượng cho cái chiếc Vision 2024. Vision 2024 phiên bản cổ điển tiếp tục thừa hưởng những cái nét sang trọng cao cấp, rất đặc trưng của dòng SX, từ đó kết hợp hài hòa giữa những cái đường nét sắc sảo, thanh thoát cùng với phần thân xe nhỏ gọn, tạo nên một cái dòng xe đặc biệt phù hợp bóc chén của người Việt Nam. Tô điểm thêm cho một thiết kế retro nổi bật đó chính là cái mặt đồng hồ mang cho mình phong cách tối giản nhưng cũng rất hiện đại, với cái màn hình hiển thị LCD giúp người lái dễ dàng theo dõi được những cái thông số. Hệ thống cái phần đèn phía trước nổi bật cùng với những hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt. Cái cụm đèn sau, đèn ánh nhanh cũng được thiết kế tinh xảo, bố trí liền khối. Không chỉ số một cái gì mà ấn tượng, cái dòng Vision 2024 còn có một cái tiết kiệm điều tối ưu hơn và sổ cho mình khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ hàng đầu phân khúc nhờ động cơ thông minh USB với dung tích nhỏ gọn 110cc. Nó được tích nạp hệ thống lọc phun xanh tử DCI đi cùng với bộ đề là ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời EDSTOP, công nghệ hiện đại giảm thiểu cái sự ma sát, cải thiện cái khả năng đốt cháy nhiên liệu, giúp nâng cao hiệu suất hoạt động cũng như hiệu quả nhiên liệu được tốt hơn. Bên cạnh đó, cái khung hàng dập laser thông minh thế hệ mới ESF do Honda phát triển mang trên mình cái mẫu là Vision 2024 với trọng lượng nhẹ hơn nhưng rất là cứng cáp và có một cái độ bền cao, mang lại cái trải nghiệm lái thoải mái và nâng cao cái sự an toàn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, chiếc xe vẫn mang những cái điểm rất là ưu việt nhờ vào những tiện ích hàng đầu như hệ thống chìa khóa smart key, cái cấp đựng đồ dung tích lớn, hốc đựng đồ phía trước có thêm cái phần nắp đạn đi cùng với cổng sạc USB, mang tính một cái sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng. Bộ đôi quay Alpha và Vision 2024 phiên bản cổ điển mang cho mình màu sắc retro thật cực kỳ độc đáo. Lần này chính là cái sự lựa chọn hoàn hảo đến từ cái thằng Việt, đồng hành và cùng tỏa sáng, khoe chọn cái cá tính trên một cuộc hành trình và từng bước đi. Hai cái mẫu xe này đã chính thức được bán ra bắt đầu vào cái ngày 12 tháng 10 năm 2023 thông qua những cái cửa hàng bán xe dịch vụ Honda của nhiệm hit trên toàn quốc. Chế độ bảo hành 3 năm hoặc là 3.000 km tùy điều kiện nào đến trước và mức giảm lãi như sau: Honda Quay Alpha 2024 phiên bản cổ điển, màu sắc gồm có là vàng trắng và xám trắng, với mức giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8% là 18.940.000 đồng và giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là 10% là 19.300.000 đồng. Honda Vision 2024 phiên bản cổ điển gồm những gam màu sắc như vàng đen bạc và xanh đen bạc, với mức giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8% là 36.630.000 đồng, trong khi mức giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% là 37.300.000 đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đăng ký tiếp nhấn like, share, subscribe.